Vậy thì với mỗi loại nám ấy thì mình sẽ có những sản phẩm mà để mình sử dụng riêng biệt đúng không chị? Với nhãn hàng Edelia X thì mình sẽ có những sản phẩm nào phù hợp với những loại nám trên ạ? Trước tiên, trước khi nói đến sản phẩm thì tôi muốn nói đến cái cơ chế trước đã. Với sản phẩm của Elali thì cái cơ chế để mà điều trị nám nó sẽ như sau. Trước tiên là nó sẽ đẩy các cái hắc sắc tố, đào thải các cái hắc sắc tố lên bề mặt da, và sau đó là tăng sinh và tái tạo lại cái làn da mới. Và đồng thời nữa là phải cắt cái nguồn sinh ra nám. Thế thì đối với cả từng cái loại nám cụ thể, các cái sản phẩm của Elali được khuyên dùng để mà giải quyết các cái vấn đề nám da như thế nào. Với nám mạc thì chúng tôi có cái sản phẩm có tên là Elali EX Jeju Vanishing Recovery Cream. Sản phẩm này kết hợp với cả huyết thanh tổ yến thì sẽ giải quyết được khoảng trên 90% các cái trường hợp da bị nám mạc, nám mới hình thành, hay là nám do thay đổi nội tiết tố như là sinh con hay là dùng nhiều thuốc tránh thai chẳng hạn. Với nám chân sâu và nám hỗn hợp thì chúng ta sẽ cần đến một cái loại kem cao cấp hơn, đó là kem đặc trị nám của Elali. Các bạn có thể nhìn thấy cái hộp kem nó như thế này. Và hộp kem này thì chúng ta sẽ dùng trong khoảng 4 tháng với những cái thành phần tái tạo tế bào rất là mãnh liệt và cái thành phần đào thải cái hắc sắc tố ra bề mặt da đậm đặc và cao cấp. Xin mời mọi người chiêm ngưỡng cận cảnh cái hộp kem. Màu trắng đục, thơm mát nhẹ. Cả hai sản phẩm kem để mà trị nám thì đều chứa một cái thành phần có tên là adenosine. Đây là cái thành phần mà đào thải các cái hắc sắc tố lên bề mặt da. Đối với cả kem tái sinh phục hồi thì sau khi đào thải sẽ tập trung sâu vào cái việc phục hồi da. Còn đối với cả kem trị nám cao cấp này thì ngoài cái việc phục hồi, nó còn làm cái công việc đấy là cắt các cái nguồn sinh, tức là nó hạn chế, ức chế cái việc hình thành melanin nữa. Hai sản phẩm mà tôi vừa nhắc đến thì dùng khi mà chúng ta dùng điều trị nám thì không thể thiếu được cái sản phẩm thứ ba này, đó chính là kem chống nắng trị nám hoàn hảo. Và như các bạn được biết rằng là cái ánh sáng mặt trời ấy, nó có cái tác động trực tiếp đến làn da và nó là cái nguyên nhân lớn nhất để mà gây ra nám. Dù chúng ta đã dùng hai cái loại kem vừa nêu trên đây để mà làm giảm nám, làm mờ nám hay là hết nám rồi, chúng ta không bảo vệ bằng kem chống nắng ấy, thì chắc chắn là cái khả năng mà bị nám quay trở lại ấy, nó cũng là cao đấy chứ không phải không đâu. Các chuyên viên tư vấn của Elali hay là các đại lý của chúng tôi khi mà cung cấp cái giải pháp cho làn da của quý vị bị nám ấy, thì bao giờ ngoài những cái sản phẩm điều trị nám hay là đặc trị nám mà công ty đưa ra cho từng cái loại nám thì bao giờ chúng tôi cũng sẽ khuyên bạn dùng thêm cái sản phẩm thứ ba, đó là kem chống nắng trị nám hoàn hảo. Đây là cái bước bảo vệ cho cái khả năng nám quay trở lại của bạn nó giảm thiểu đi tốt nhất. Nếu như các bạn đã dùng kem trị nám trước đó nhưng các bạn không bảo vệ thì cái khả năng mà bị quay lại nó cũng sẽ là cao đấy. Cho nên đây là cái phần mà lưu ý đặc biệt của tôi đối với cả các bạn khi đã sử dụng cái giải pháp trị nám từ Edali. Vậy thì khi mà mình dùng những kem đặc trị nám và chống nắng rồi ấy, thì mình có cần dùng thêm cái loại kem dưỡng nào khác nữa không chị? Với nám mảng mà chúng ta đã dùng cái kem tái tạo phục hồi này thì chúng ta sẽ dùng kèm với cả huyết thanh tổ yến để mà tối đa hóa được cái công năng công dụng của nó. Tiếp theo, đối với cả nám chân sâu và nám hỗn hợp thì chúng ta sẽ dùng đến cái sản phẩm kem đặc trị nám này kết hợp cùng với cái lọ huyết thanh collagen nhỏ xíu xinh xinh này nhưng mà vô cùng đậm đặc để mà cho cái kết quả tốt nhất. Thì khoảng 3 đến 4 tháng thì chúng ta sẽ giảm được khoảng trên 90% cái